Em chào cả nhà. Em mời các anh chị ngắm dòng đen ru xuân. Đen ru xuân các anh chị nhé. Đen ru xuân năm nay thì đen ru xuân nhà em sẽ nở đúng Tết này các bác này. Ngay chuẩn bị bằng này hàng để bán cho anh em mình sưu tầm chơi Tết. Em tất cả những cây này nhà em thì nó đã rụng lá và bây giờ chỉ cần chờ ra nụ thôi, ra nụ ra hoa. Cái dòng đen ru này thì nó từ khi mà bắt đầu nó bung, nó nhú như thế này là các anh chị này, nhú như thế này, đến lúc mà ra hoa nó rơi vào khoảng 28 đến 30 ngày các anh chị nhé. Còn anh chị ở ngoài Bắc nó rơi vào khoảng 40 ngày, 40 ngày. Nhưng mà các bác biết là dòng đen ru này các bác có thể chơi được một tháng, bởi vì nó ra hết cái cọng này tới cọng khác, cho nên là cái dòng đen ru này các anh chị sưu tầm bây giờ chắc chắn nó sẽ chuẩn Tết các anh chị ạ. Năm nay chắc chắn chuẩn Tết, chuẩn Tết. Đó. Đây là một mặt bông này các anh chị này. Một mặt bông đen ru. Đó, đây các bác nhá. Đây, cái này ra hơi sớm này, một mặt bông này. Đó, đây, tiếp một mặt bông nữa này các anh chị này. Cái này mặt bông thì nó cũng tương tự như kia, nhưng mà màu nó đậm hơn và bông nó to hơn các anh chị ạ. Bông to hơn. Đó. Mấy hôm nay em bán rất nhiều mặt bông cho anh chị cũng đã biết rồi. Đây tiếp một mặt bông này. Màu đỏ các bác nhá, màu đỏ. Đó, đỏ cánh sen này. Đó. Đây, còn một mắt nụ của nó ấy, thì một mắt nó có thể cho mình 3 đến 4 bông hoa, thậm chí 5 bông hoa. Đó, 5 bông hoa. Cái dòng đen ru này thì người ta gọi đen ru xuân mà các bác. Thì nó sẽ nở vào đúng mùa Tết các anh chị ạ. Trong em thì nó chuẩn Tết, nói chung là những cái giò như này chơi Tết thoải mái. Đây, em lấy mẫu cho các anh chị, đây là những cái giò bình thường thôi. Thì bây giờ nó ra những cái nụ bói như thế này này các bác này. Đó, thì mình chơi trước, chơi lai rai trước. Rồi những cái mắt này này, đang sưng này thì chuẩn Tết này. Đó. Những cái giò của em thì nó khá đẹp các bác nhá. Nó khá đẹp. Đó, nụ đây các bác nhìn này. Đó, lên cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây này. Còn nhà em tối nay 7:30 em bán trên kênh Lan Rừng Lâm Đồng. Những cái giò như thế này thì nó tầm 250.000 các bác nhá. Kênh Lan Rừng Lâm Đồng. Thoải mái các anh em mình sưu tầm 7:30. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký. Cho em xin một nút đăng ký. Đây này các bác này. Thực ra thì em vừa đặt nó xuống đây. Đấy. Các bác xem cái mức độ thân. Thân nó nhiều lắm. Nói chung là cái dòng này thì thoải mái các bác sưu tầm. Có những cái chậu đang nhú nụ để các bác có thể chơi Tết Tây này. Không Tết Tây chắc không kịp rồi. Đó, khoảng tầm 2-3 tháng chạp các bác là chơi được rồi. Đó. Còn những cái giò to có thể em bán tới 300 ngàn. Đây, ví dụ như những cái giò như này. Thoải mái nhá các bác nhá. Nó nhiều lắm, bây giờ đang nụ này. Cái này chắc chắn là anh em mình được chơi Tết rồi. Đấy, giò trồng năm tư rồi các bác ạ. Trồng năm tư các bác nhìn thân này. Rụng hết lá, cái này mà ra hoa thì trông nó khủng cỡ nào. Đó, rất nhiều những cái giò đẹp. Về màu sắc thì nó nhiều màu sắc anh chị nhá, nó nhiều màu sắc. Bởi vì là em thì nhà vườn, cho nên là kỳ rồi là nhân giống ấy. Nói thật các anh chị không để riêng ra được. Đó, thì sẽ để lộn xộn. Đó, nhưng mà em thấy cũng hay. Trước đây thì em cũng có khá kỹ tính là em từng loại lại một, em trồng riêng. Nhưng mà sau thì em thấy là nó lẫn vào được một vài cây. Nhưng mà bông hoa nó lại, nó nhiều màu sắc khác nhau thì em lại thích hơn. Đấy. Cho nên là bác nào mà mua một giò mà nó nhiều màu sắc thì quá tuyệt vời. Đó, đây đang nhú nụ hết như thế này. Những cái giò này thì chuẩn Tết rồi. Đó. Bởi vì anh em ngoài Bắc thì có thể nó tới 40 ngày. Mà cái này thì chơi cả tháng mà. Cho nên chuẩn Tết là cái chắc. Đó. Thế là bác nào có nhu cầu thì các bác tối nay 7:30 vào sưu tầm với tụi em. Rất nhiều nhé các bác nhé. Cái dòng này em không còn nhiều đâu. Đó, còn lô như thế này là đẹp nhất này. Đây, những cái giò như thế này. Anh chị về có thể là cho cái chậu to ở phía bên ngoài. Các anh chị đừng có tách nó ra. Đó, xong là cho thêm một ít giá thể nữa. Là cứ thế mình chơi vài năm các bác ạ. Vài năm. Đen ru thì hoa nó thơm nhẹ. Hoa nó thơm nhẹ. Mấy anh chị hỏi em là có thơm không? Có thơm, đen ru có thơm các bác nhé. À, có thơm. Và đặc biệt là dễ trồng. Đây này các anh chị này. Nó chỉ ra mấy cây nụ bói thôi. Mà nó đã như thế này này. Thì em để ý là cứ mỗi một mắt hoa ấy, thì nó ra cho mình 3 bông. Nhưng mà cũng có cái giống là tới 5 bông. Nhưng mà đa số là 3 bông. Đa số 3 bông. Đó. Tiết. Đó. Đây. Rất nhiều nhé các anh chị nhé. Các bác chịu khó tối nay 7:30 vào sưu tầm cùng sưu tầm đen ru xuân. Đây đẹp không?
những cái gọng như này đấy các anh chị này. Bây giờ nó ra như này và em đưa ra tiếp này. Đấy, không thì cái gọng này năm tới ra tiếp này. Tức là nó không bỏ mắt nào các bác ạ, nó không bỏ mắt nào. Cho anh em mình thoải mái. Chơi cái này nó dễ trồng. Đó. Đây, mời các bác ngắm một em kiều dạt dẹt. Kiều dẹt hôm nay nở này. Đó. Cái hàng này thì bây giờ em hết hàng rồi, trước có bán. Để đang ép Tết mang đi trưng bày cái giò này này. Đó. Cho nên là thôi, nở hoa thì mời anh em mình ngắm tí. Đó. Còn mấy hôm nay thì các bác cũng đã sưu tầm cái dòng kiều tím. Thì đây là cái nụ kiều tím này. Phải nói cái độ đậm của nó cũng ngang hàng với lại kiều yên tử đấy các bác ạ. Đó. Và cái số lượng bông nó không thua kém gì các anh chị nhá. Nó không thua kém gì, số lượng bông thì không thua kém gì kiều Lộc Bắc. Đó, rất nhiều. Đấy, một giò đẹp như thế này. Cái này thì năm nào em cũng mang đi tao đàn trưng bày cái giò này các bác này. Này em ghép ba cái giò mà em bán cho các anh chị ạ. Nhưng mà nó ra hoa đồng loạt đã lắm. Bởi vì em kích được hoa mà. Kích được hoa. Cái chuỗi bông nó dài này các anh chị này. À, cái hàng này nhà em còn nhé các bác nhé. À, kiều tím là nhà em còn. Đó. Đây còn đen ru đây. Kiều tím và kiều mỡ gà em còn rất nhiều. Em đã kích hoa cho các bác rồi. Kiều đen ru. Đó. Đây. Cái này buộc lên có nó bị gập. Cái đen ru này cũng không ấy. Không sao. Đó. Rũ xuống hoa đẹp. Đây. Nó rụng lá như thế này. Trông rất bắt mắt. Em thì em trồng lan là em khoái nhất là khi mà cái cây lan nó rụng lá như thế này này các anh chị. Dinh dưỡng nó đã tập trung vào cái cây hoa. Trông rất đẹp các anh chị ạ, rất đẹp. Đấy. Các anh chị cứ tưởng tượng một giò đơn giản như giò này khoảng tầm 300.000 thôi. Nhưng mà Tết nó ra hoa thì các anh chị biết nó sẽ là cái điểm nhấn trong ngày Tết của mình. Và cái dòng này thì mầm vẫn tiếp tục đang lên nhé các bác nhé. Rồi em cảm ơn tất cả đã vào xem. 7:30 mời các bác vào kênh Lan Đường Lâm Đồng. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà.